Đây là ngôi chùa đã có hơn 70 năm qua tại vùng đất Thủ Thiêm của Sài Gòn. Vào những ngày rằm, chùa có đông đúc Phật tử cùng bá tánh gần xa về lễ Phật, tìm sự bình an trong cuộc sống đang quá nhiều bất trắc. Tuy nhiên, hôm sáng ngày 8 tháng 7, có thông báo từ nay đến ngày 20 tháng 7 này, chùa có thể bị cưỡng chế tháo dỡ bất kỳ lúc nào để nhà đầu tư xây khu đô thị Thủ Thiêm. Cá nhân tôi nghĩ thì nhà cầm quyền là nên giữ lại chùa Liên Trì, giữ lại chùa Liên Trì cũng như những ngôi chùa khác, nhà thờ khác mà nhà cầm quyền đang có ý định là phá bỏ. Đứng về góc độ của một người dân trong một cái thành phố Sài Gòn và đã sống ở đây từ nhỏ, thì tôi nghĩ rằng trong cái bối cảnh là Việt Nam rất là nhiều tôn giáo, và trong đó thì Phật tử cũng chiếm thành phần khá đông. Hiện nay thì tôi được biết là chùa Liên Trì theo quyết định của quy hoạch của nhà cầm quyền thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ giải tỏa chùa Liên Trì trong tương lai. Đây là một vấn đề rất là đáng tiếc, bởi vì trong một cái hoàn cảnh Việt Nam có nhiều tôn giáo như vậy, việc duy trì một ngôi chùa, một ngôi nhà thờ ở một cái khu đô thị mới, nó chỉ làm tăng thêm cái mỹ quan cho cái khu đô thị đó. Huống chi là ngôi chùa Liên Trì đã tồn tại trên 70 năm nay, và ở đó cũng có rất nhiều là Phật tử của chùa Liên Trì. Và tôi hy vọng rằng là trong cái quy hoạch của thành phố thì nhà cầm quyền nên xem xét và giữ lại ngôi chùa Liên Trì để từ đó làm cái nơi thờ tự của những cái tín đồ Phật tử ở tại khu vực Thủ Thiêm. Cái bán đảo Thủ Thiêm sau khi được hoàn thành, đó là nơi cư trú của 150.000 cư dân cũng như thu hút 220.000 lao động, thì không có lý do gì các cơ sở tôn giáo không được phát triển, xây dựng mới các ngôi tu viện, tự viện cũng như các ngôi thánh đường thay vì đập bỏ. Điển hình như khu đô thị mới thành phố Bình Dương thì chính quyền nơi đây đã xây dựng thêm 2 ngôi tự viện lớn, giá trị tâm linh phục vụ cuộc sống tinh thần đã tạo sức hút mạnh cho khu đô thị này. Vì vậy tôi kịch liệt phản đối với cái quyết định đập bỏ chùa Liên Trì của chính quyền quận 2, và tôi kiến nghị đến Bí thư Đinh La Thăng, Bí thư thành phố Đinh La Thăng, yêu cầu ông xem xét lại quy hoạch cũng như tạo điều kiện thuận lợi để gìn giữ và tôn tạo các ngôi chùa. Và chùa Liên Trì là một ngôi chùa có mặt trên bán đảo Thủ Thiêm hơn 7 thập niên qua, đáng được để gìn giữ và tôn tạo hơn thay vì đập bỏ. Tôi nghĩ rằng ngoài vấn đề chúng ta phải đánh động lên tiếng với nhà cầm quyền thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta còn nên thông báo những cái vấn đề này cho các cái đối tác của khu đô thị mới Thủ Thiêm để mà họ xem xét lại những cái quyết định về quy hoạch, cũng như là cái vấn đề, tôi nghĩ là chùa Liên Trì không hẳn là vấn đề về quy hoạch đâu, mà nó còn liên quan về vấn đề tự do tôn giáo nữa, thì chúng ta cũng nên gửi những cái cơ quan tổ chức nhân quyền quốc tế để nhờ họ can thiệp vào để giữ lại ngôi chùa Liên Trì, vì đó là ngôi chùa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, một cái giáo hội đã tồn tại rất lâu ở tại Việt Nam. Chúng tôi tường trình cho SBTN từ Sài Gòn.